Hello, xin chào toàn thể mọi người nhé. Hôm nay Hữu cũng đến một chương trình dạy cho mọi người cái cách lấy dây tai và cách soi đèn vào tai và cách vành tai sao cho nhìn thấy sâu bên trong màng nhĩ mọi người nhé. Thì hôm nay đây, đây là bàn tay này, kẹp giữa ngón tay trỏ và ngón tay cao nhất. Ngón tay cái và ngón tay cao nhất kẹp ngón tay trỏ dùng vành lỗ tai ra một vị trí rất là tròn, soi đèn theo một luồng thẳng, nhìn thấy phía bên trong đáy. Quý vị nhìn thấy không ạ? Trong đáy lỗ tai này. Đó, tai rất là nhiều lông và có dây tai chút ít thôi. Cái tai này không nhiều, tai này tai của trẻ con. Nhìn rất là nhỏ thôi, không được nhìn rõ lắm. Và đến đây bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đồ nghề. Đồ nghề có những gì ạ? Có đèn pin này, có tăm bông này, có giấy này, có oxy già và có đủ 4 dụng cụ. Cái dụng cụ đầu tiên là dụng cụ dao cạo. Mình dùng cạo, dao cạo là chỉ những người chuyên nghiệp nhé. Trong những tiệm tóc chẳng hạn như bọn tớ thì mới dùng thôi. Còn mọi người không nên dùng dao cạo bởi rất là nguy hiểm. Đó là mảnh dao tem ghép lại. Đây là cái móc tai thì ai cũng biết rồi. Đây là dùng một cái panh nhỏ này. Cái nhíp không gấp được mọi người nhé. Rồi phải dùng panh chuyên nghiệp. Đây là một cái gọi là tạm gọi là cái xẻng đi. Để đào những cái mảnh nó khó đào. Đó, chúng ta cùng bắt đầu với quy trình vào lấy dây tai nhé mọi người nhé. Đây như ở tiệm chúng tớ là chúng tớ dùng dao cạo lông cho sạch thì nhìn rất là rõ luôn, nhìn sâu trong màng nhĩ luôn. Bình thường thì một bộ lấy dây tai như này, một bộ đồ lấy dây tai họ sẽ bán ở tiệm từ 5-70 nghìn. Một bộ đắt tiền thì chỉ tầm 100 nghìn thôi. Mọi người có sẵn trong nhà cũng được, mà không có thì cố gắng xem mấy cách mà tớ cầm cái tai mà vành ra và nhìn rõ sâu bên trong. Nhiều lúc kiểm tra tai cho trẻ hoặc là những người trong gia đình, hoặc những người đặc biệt là có bị muỗi hoặc là những cái con kiến nó chui vào trong tai đấy. Và bình thường mà không kiểm tra tai cho các con ấy, thì thường thường là lâu ngày dây tai nó động lại rất là nhiều, cũng khó chịu cho trẻ con. Thế nên là mọi người cũng nên biết một chút ít thì cũng tốt để kiểm tra tai con. Nếu mà có nhiều hoặc là nếu mà có cái gì khả nghi bên trong thì mang xuống chúng tớ sẽ giải quyết cho, hoặc là đi bệnh viện họ sẽ lấy ra giúp. Đây, sau đây là cách lấy dây tai. Tớ dùng tạm gọi là cái xẻng đi, quen rồi. Mọi người nhìn thấy màng nhĩ không? Vành sao nó trắng tinh ở trong với miếng đây, miếng dây tai đó. Đây, cái miếng dây tai. Mọi người dùng cái xẻng đào rất nhẹ thôi. Sau khi đã gãy được ra rồi thì dùng panh thì gấp ra là đẹp. Đây mọi người ạ. Tai này là tai của trẻ nhỏ nha mọi người nhé. Tai trẻ nhỏ nó rất nhỏ thôi, rất khó nhìn. Tai của người lớn thì phạm vi lỗ tai nó sẽ rộng hơn nhiều. Mọi người có quan sát được không ạ? Lỗ tai hẹp. Thường thường thì chúng tôi làm nghề trong tầm 25 rồi, cũng rất là nhiều, có những nhiều người có những cái dái tai rất là khó lấy. Và lâu ngày họ không lấy, nó động vào nó cũng như cục dái tai, nó như cái đầu đũa lít bên trong đấy. Nó còn chặt hơn cái que bông đút vào trong đấy mọi người. Thế nên thường thường là sinh ra cái lỗ mà cái dái tai nó ướt ấy, thì tương đối đơn giản. Bởi vì chúng ta chỉ cần cái gói bông, tăm bông vệ sinh là cũng được rồi. Thế như có những cấu hình tai mà dây tai nó khô mà bị lấm tai đấy thì lâu ngày nó tạo thành những cái màng rất là lớn ở trong tai. Và con chúng ta mà lâu ngày mà bịt trong tai là gần như là không nghe được đâu. Mọi người thông khoảng có nhìn thấy màng nhĩ bên trong, trắng trắng bên trong đấy là màng nhĩ đấy. Đấy, cái tai này tạm thời là nhỏ. Đây, bây giờ chúng ta đến hướng tai bên kia. Cách cầm hướng tai bên kia cũng vậy thôi, cũng kẹp tay kiểu đấy nhưng mà lộn tay lại. Còn tay lại theo hướng khác thôi. Đó. Mọi người xem chi tiết này. Quay camera này rất khó nhìn luôn. Tớ thì nhìn rất rõ bởi vì là tớ mắt nhìn áp sát. Mọi người có thấy miếng dây tai bên trong không ạ? Ánh đèn nó hơi chói. Đó, có miếng dây tai trắng trắng đấy mọi người.
để cái dây tai này ở bên trong cũng rất là khó chịu. Nhiều đứa trẻ con là đau tai là khóc, đau tai bởi vì cái dây tai nó cái hôm tắm ướt vào xong là đến cái hôm nó khô nó kéo căng cái dây tai, cứ kêu đau tai thôi. Tớ gặp miếng dây tai cho mọi người xem nhé. Miếng dây tai này tương đối nhỏ, không to lắm, nhưng mà cũng là miếng dây tai tương đối khó chịu. Đó, ra miếng này miếng nhỏ, mọi người nhìn rõ chưa? Chưa hết nha mọi người nhé, vẫn còn. Một miếng to nữa, trắng trắng, mọi người nhìn thấy rõ chưa? Đó, cái tai của trẻ là rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ đấy. Đây, được miếng to đùng này. Đấy, kinh khủng chưa? Một miếng rất to luôn. Nhưng mà miếng này cũng gọi là to đấy, nhưng mà cũng chưa to lắm mọi người ạ. Có nhiều người rút ra kinh khủng lắm. Nó như là một cái trắng bánh men trên lớp khoanh cống, lấy ra nó thành một cái khoanh to đùng luôn. Tạm thời sạch rồi, đấy thì đơn giản thôi. Có gì đâu, đúng rồi. Đây mọi người quan sát lại miếng dây tai này. Đó, trong tai có những gì? Đấy, có những cái lớp màng trắng. Thôi tạm biệt mọi người nhé.